Tự nhiên đến mặc quần áo cảnh sát mà gặp nhau à, cứ tưởng em gặp đồ ở đồn. Đấy, tự nhiên mọi người ơi, hôm nay thì tôi sẽ làm cho Phạm Anh Duy không chạy show được. Tại vì bây giờ có muốn chạy show tiếp ca sau ở V3 hay không là do MC. Và tôi sẽ giao lưu 8 tiếng. Tại vì tôi nghe bữa Thủy Thu Hà dẫn thế tôi ở Đồng Nai mà muốn cắt MC tôi luôn và khen Thu Hà rất nhiều. Thì đó, Thực sự luôn, kính thưa quý vị, anh Phúc là một người vô cùng là tinh tế và chu đáo. Bên ngoài thì thực ra là trước khi diễn là không nên không được khen, vì là kiêng như thế đúng không anh Phúc? Nhưng thế nên nhưng mà phải nói thực là anh Phúc là vô cùng là tuyệt vời luôn. Tôi không tin. Tôi chỉ lỡ đi Hàn Quốc làm cái show thôi mà Thu Hà dẫn xong Phạm Anh Duy dẫn cái Thu Hà là tưng bừng khen tưng bừng. Công nhận là MC hạnh phúc. Thì bây giờ để tôi xem là 8 chiếc xe công an đưa Phạm Anh Duy thẳng tới VTV đã có kịp hay không. Mở đường riêng luôn thì tôi không cho dừng giao lưu thì làm sao đi được. Thì nó có khi em trả vờ em ngất. Xong anh đã hỏi em ngất phát ở BNB sao. Em hình như em mở màn ở chung kết làm sao em ngất được. Em không thể nào ngất được. Thế có anh ơi, thôi đừng làm khó em nữa mà. Em cũng mới nhú nhú nhẹ. Mới nhú nhẹ. Tao điều kiện cho em đi. Tôi không biết, tôi nghe anh Quang Linh nói em nhoi lắm chứ em không có nhú gì hết. Em chặt hết một cái vàng ao son, tôi nghe rồi. Em không hề mà nhú nhú gì hết. Em là cực bự luôn, không có nhú được. Thì cũng mới vào Sài Gòn được có nửa năm mà. Thưa quý vị là cũng vào đấy gọi là thích nghi và làm quen dần. Chứ còn đến thì vẫn là hướng nội anh ơi. Một bài báo VTV vừa viết em hướng nội đấy. Mọi người ơi, giả bộ ao nhẹ anh cha C2 để tham gia Ozone bây giờ thành Verdes luôn. Tôi spoil mọi người như vậy đó chứ không phải. Anh nói như vậy sai đấy, không được. Thôi tôi cắt đằng này đi, tôi cắt đằng này đi. Đúng rồi, nhiều người đồn đoán là em kiểu em bị kích khỏi anh trai. Nhưng mà không phải thế. Em tự thanh minh rồi gì nữa, em tự thanh minh. Đấy, không phải thế. Chứ lý do là tại sao? Lý do là sao? Thì ý là đấy thì bị loại anh trai xong là mọi người tiếc quá. À, thi dở quá thì bị loại đúng không? Đó, thế là cho bảo cho casting sang bên Outsong. Sao giờ em làm rừng mà sao em nổi quá vậy? Thì đấy thì em cũng chả biết như nào, chắc là yêu thương em. Đó. Bây giờ tôi chị tôi sẽ cho Duy mấy giờ em phải có mặt ở đấy chị? Hồi 2:30 14 giờ 30 xe có xe công an chở đi như điên luôn. Bên V3 là hôm nay trực tiếp. Ủa V3 là trực tiếp hay là ghi hình? Hả? Được không? Áo đỏ đi, áo đỏ. Mọi người ơi, trợ lý của tôi đây nha mọi người. Mà hả háo hức bằng được. Chạy vào trong phòng. Chị biết là một đội công an đang háo hức để chụp ảnh với em. Ôi trời ơi. Chị Thanh chụp không? Có chứ. Mọi người ơi, đây trợ lý của tôi. Bỏ tôi luôn và nhào vào Phạm Anh Duy. Tôi sẽ ghi những cái cảnh này. Tháng này mày không có lương Luna nha. Tôi chỉ nói nhẹ như vậy thôi. Bây giờ anh có bảo không có lương. Còn tôi bây giờ mọi người này. Mặt tôi chưa make up chưa gì, mặt mọc luôn. Đó, được chụp ảnh với Duy thì nó không cần lương đâu. Không thích mọc nha, mọc anh mọc mà. Em lấy miếng giấy không có mục đây này mọi người, không một miếng phấn. Trời ơi, anh lại em. Mọi người ơi, sau khi chụp hình với Phạm Duy xong đi qua kia kiếm thêm làm tóc thêm nữa. Trời ơi, về lấy. Trời ơi, mà sáng là dừng bỏ chạy làm cô dâu. Luna mày không xong rồi, tao sẽ mét chị Phượng, tao gọi điện là mày tháng 3 tháng sau mày cũng không có lương gì nữa. Mọi người ơi, tôi sẽ ai có biết make up trợ lý nào hơn Luna thì đợi cho giúp cho tôi. Mọi người ở miền Bắc thì tôi chỉ đây tin. em ơi. Đây em. Em biết make không? Anh có cần make up không? Không em tẩy đi em à không quên em mà. Duy ơi, sao nhỉ? Bây giờ là em thôi Duy ơi. Anh hứa anh cho em đi sớm, anh nói hỏi một câu cho em đi luôn. Anh hứa anh cho em đi sớm. Em skin care cho anh, xong là anh yên tâm, em là chuyên nghiệp rồi. Thôi anh xin em, Duy ơi, tôi. Cái bông không, anh có cái bông không? Duy ơi, 2 tiếng mới được như vậy, 2 tiếng mới được, em ơi, xin em. Em có chấm cái này là anh biết là chuyên nghiệp này, đó, trời anh ơi. Thấy không? Đó. Thằng này nó quỷ ma quá, đi ra kia, tránh xa tôi ra, đi. Chấm kinh khủng luôn á. Ê, bây giờ em vô làng hài đi, em đừng có đi hát. Vô làng hài đi. Anh chờ nha. Chọn vía nha. Anh chờ nha. Bây giờ con người ta không có hát hồi nữa, con người ta. Ê, em đừng làm MC nha. Anh cầm nồi cơm của anh. Không nhảy vào nha. Thôi anh ơi, em thấy là nhá, làm MC vất vả lắm. Bởi vì sao? MC thì không chỉ có nói chuyện là kiểu dễ thương, kiểu gọi là kết nối được với quý vị khán giả. Thảo mai đây, thảo mai. Mà MC còn cần kiến thức.
cái quan trọng lắm luôn. Thì em rất là nể MC ở cái chỗ đấy anh ạ. Em là kiểu ok thì nói chuyện cũng vui vui đấy, nhưng mà kiến thức của em thì hơi nông cạn. Thế nên là tôi không làm MC được. Em chỉ nói thôi. Tôi bắt đầu tin chân thành những cái những gì về em rồi, tôi hiểu rồi. Nào, anh ơi, anh nói vậy chứ. Em là hai trên mặt của em CT. Anh biết là gì không? Là gì? Chân thành. Chân thành. Chân thành là tôi chân thành đúng không? Okay, anh làm gì mà để bạn ở giữa bạn ngồi bạn nghĩ. Ôi cái từ chân thành. Cầu nguyện cái điều đấy sao vậy? Chân thành mà. To lên mọi người ở dòng lên bật đèn lên. Ngày chung kết cuối cùng của trường học không ma túy tại trường Đặng Thăng Long, tôi đang họp những cái khâu mà chuẩn bị để chung kết. Xa kia là chị Kiều Thanh, chị Quân nè, chị Hồng, anh Nghĩa nè, Phương, Loan, anh Ánh, Kiên Hòa, đây là tôi. Bật cho anh nếu mà bật nhé. Đây là Loan. Những giây phút cuối cùng rồi em thấy như nào, anh thấy hồi hộp quá. Như hoa hậu kiểu chung kết. Đẹp nha, sân khấu trường Thăng Long rất sang trọng. Đó bên kia chị Hồng, trời ơi, những giây cuối cùng em thấy như nào không? Tuy nhiên đọc thôi, em thấy những giây phút cuối cùng chặng cuối hồi hộp quá. Không biết ai sẽ được quán quân đây. Trời ơi. Những giây cuối cùng chúng tôi đi cả nước rồi, nhưng về tới đây chúng tôi vẫn hồi hộp như là ngày về nhà chồng. Hồi hộp phải khóc đi chứ. Không khóc à? Hồi hộp phải nghe. Bây giờ mới thử gánh đèn để chạy thử cho ca sĩ chạy. Ôi trời ơi. Bây giờ thì mình sẽ dụ các bé ăn chuối chấm cốm, một cái đặc sản mùa thu của Hà Nội nha. Con tên gì? Thùy Linh hả? Đây là bạn Thùy Linh. Thùy Linh năm nay bao nhiêu tuổi? Thùy Linh năm nay bao nhiêu tuổi con? Đây, bây giờ mình sẽ vào đây mình chấm chuối nha, chấm cốm nha. Bác rất thích ăn món này, mỗi khi mùa thu tới thì bác hay hát bài Hà Nội mùa thu. Đó, bây giờ mình ăn làm sao? Con chị bác đi. À, bỏ sao? Chấm sao chị bác nào? Đây nhá, bây giờ bác đây thì bác chấm nè. Linh ơi, đây này, bỏ tay này. Đấy, còn lấy ít cốm nha, sao con chấm vào đây nè. Đúng không? Rồi, đây. Nhả kẹo bác cầm nha, nhả kẹo ra, tí bác cho. Nhả ra. Rồi, giờ ăn nha. Ăn này, ngon này. Hôm trước nữa ăn cái chăn cái chuối nữa à? Không mà giờ bác ăn nha. Rất là ngon, đặc sản Hà Nội không nơi nào có, và chỉ vào mùa thu thôi. Cái cốm này rất là ngon ha, cốm là cốm cuối mùa đầu mùa. Lã vọng hả? Làng vòng á, cái cốm làng vòng rất là ngon và dẻo. Của con đấy không, làm cái nữa đi, chấm nữa để con chấm đi, ăn trước cho mọi người, ngon lắm nha. Đây. Quyên đó. Hả? Thơm, dẻo thơm. Trắng này là cả một bầu trời ký ức kỷ niệm vừa về. Cái lần đầu tiên Phúc được ra Hà Nội vào năm 97-98 là tôi ăn mà thấy nó ngon, mà về ngẩn ngơ không biết là món gì. Tao biết là chuối chấm cốm. Và sau đó các bác còn trộn là có xôi cốm nữa. Có xôi cốm không Lan? Xôi cốm cũng ngon lắm nha. Bún xào. Và sau đó là một cái ký ức tuổi thơ đó. Đây là ăn món này, ăn cả ký ức. Không á, tới Hà Nội mùa thu nha, ăn chuối chấm cốm nha mọi người. Em là trường nào? Là có ăn món này chưa? Rồi em, vô đây. FPT Đà Nẵng nha, tôi dụ FPT Đà Nẵng ăn. Đây. Rồi. Đây, hôm nay em tí đây. Em nó tụi tươi. Tươi đó, đây, chấm vào thôi. Đây, em nè. Đây. Chị em ơi, lên đây. Em ăn trường cua chuối. Cua ngoại chuối luôn. Bóc khúc kìa, cho chấm cốm đi. Được không? Món cà tử lực đặc sản Hà Nội mà nên làm. Anh là nơi ký tuổi thơ, anh là lần đầu tiên đi Hà Nội, anh uống món này. Với lại đậu, bún đậu, mắm tôm. Hồi xưa Phúc ra là các cô hay gánh hàng gánh á, đứng bán ở trước nhà hát lớn Hà Nội và ráng cái đậu ngay tại đó luôn, bắt cái ghế gỗ ngồi. Thơm ha, ngon ha. Phải đúng hàng, đúng mua mới đúng chỗ mới ngon. Chọn nguồn nó đất mua mình đấy. Phải không? Mà tôi ăn tiền mua cây gọi của cũng không á, em biết ngon. Bây giờ vẫn còn mùa đúng không chị? Vẫn còn mùa cốm. Nếu mà mua này mua ở đâu chị hả? Mua đâu luôn nè? Làng cốm làng vòng luôn em đây. Em mua này ở đâu? Bạn này đang cần mua nè, em mua đâu? Chị với bạn này Đà Nẵng hả? Em mua ở làng cốm. Dạ, thôi thôi, em đi. Em lên đi, em đi lên đi. Rồi xong, thế là đã kinh doanh ở đây rồi. Ngon đấy à chị? À hả anh? Đó. Ngon quá em ơi.